Chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1, trang 14, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Quan sát hình 4 và điền nội dung phù hợp vào bảng 4. Hình 4 là hai cặp tính trạng. Bảng 4, phân tích kết quả thí nghiệm của Mendel. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu thật kỹ hình 4 là hai cặp tính trạng và sau đó sử dụng tính toán để chúng ta có thể hoàn thành bảng phân tích kết quả thí nghiệm của Mendel. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Để hoàn thành được bảng số 4, chúng ta sẽ phân tích nhanh hình 4 là hai cặp tính trạng của Mendel. Ông cho lai B thuần chủng hạt vàng trơn lai với hạt xanh nhăn, kết quả thu được 100% đều là vàng trơn. Sau đó cho F1 tiến hành tự thụ phấn, kết quả F2 thu được như sau, chúng ta sẽ chú ý ở phần này. F2 thu được 315 hạt vàng trơn, 108 hạt xanh trơn, 101 hạt vàng nhăn và 32 hạt xanh nhăn. Như vậy, chúng ta đã có số liệu để hoàn thành vào bảng 4. Bảng 4, phân tích kết quả thí nghiệm của Mendel. Sau khi phân tích xong hình 4, chúng ta thấy số hạt thu được ở F2 cụ thể như sau. Với kiểu hình vàng trơn thu được 315 hạt, vàng nhăn thu được 101 hạt, xanh trơn thu được 108 hạt và xanh nhăn thu được 32 hạt. Tỷ lệ kiểu hình của F2 có thể được rút gọn bằng cách lấy tổng số hạt của các kiểu hình chia cho 32 thì kiểu hình vàng trơn có tỷ lệ xấp xỉ là 9, vàng nhăn xấp xỉ 3, xanh trơn xấp xỉ 3 và xanh nhăn là 1. Như vậy tỷ lệ của kiểu hình của F2 xấp xỉ với tỷ lệ 9, 3, 3, 1. Tỷ lệ các cặp tính trạng của F2. Chúng ta xét về tính trạng màu hạt. Hạt vàng trên hạt xanh sẽ bằng 315 cộng 101 trên 108 cộng với 32. Kết quả này xấp xỉ tỷ lệ 3 trên 1. Tính trạng vỏ hạt trơn trên nhăn sẽ bằng 315 cộng 108 trên 101 cộng 32. Tỷ lệ này cũng xấp xỉ tỷ lệ 3 trên 1. Như vậy, cô đã cùng các em trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1, trang 14, sách giáo khoa sinh học 9.